MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên, sinh năm 1965, là một trong những mỹ nhân nổi tiếng về cả xuất thân, tài năng và cuộc sống đời tư. Chị từng tham gia sự nghiệp ca sĩ, luật sư và là một MC nổi tiếng ở thị trường hải ngoại. Kỳ Duyên còn được biết đến là một người đàn bà đẹp khi là ái nữ của ông Nguyễn Cao Kỳ và bà Đặng Tuyết Mai. Mẹ của nữ MC chính là hoa khôi Sài Gòn nức tiếng trước năm 1975. Chia sẻ với phóng viên về cuộc sống của mình, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên cho hay: "Tôi không bao giờ nghĩ mình đã già hay còn trẻ. Càng lớn tuổi, tôi càng thoải mái về tinh thần. Trải qua quá nhiều thăng trầm, tôi thấy lên xuống trong đời cũng như nhau. Mình sống càng không lo sợ, bản thân càng trẻ hơn. Tôi cũng chú ý việc ăn uống, sinh hoạt kỹ càng hơn trước. Bây giờ người ta tính tuổi trong người qua các chỉ số xét nghiệm chứ không phải tuổi thực tế. Vì vậy, tôi có thể U60 nhưng bên trong mình chỉ ngoài 30 tuổi thôi. Tôi thì không bận lòng vì đánh giá của mọi người nên mình cứ sống thoải mái là được." Nói về tình yêu của mình ở tuổi 55, Kỳ Duyên thẳng thắn cho rằng: "Chị không muốn ai nắm giữ mình mà chỉ cần mình thấy thoải mái là được. Ở tuổi này tôi mới thật sự tự tin và hiểu thế nào là tình yêu chân thật. Chân thật là mình không cần giữ, nó vẫn nằm đó. Tôi có nhiều người bạn đời nhưng có nghĩa là đoạn suốt đời, không chỉ gói gọn trong tình yêu. Còn trong tình yêu tôi càng nhẹ nhàng hơn. Tôi không nắm giữ ai và cũng không muốn ai nắm giữ mình", Kỳ Duyên chia sẻ. Khi được hỏi về thông tin chị và bạn trai Duy Hân có phải đã chia tay nhau không, Kỳ Duyên chia sẻ: "Chúng tôi cho nhau tự do, vì công việc cả hai vẫn gặp nhau. Tôi không cho mối quan hệ của mình và anh ấy một cái tên gọi. Mối quan hệ của chúng tôi nếu gọi là một cặp thì cũng không đủ. Chúng tôi vẫn là bạn, đôi khi ngủ chung nhưng cũng đỡ đôi khi không và có thể ngủ với người khác. Điều này chỉ cần hai người hiểu với nhau. Mình sống theo luật của mình mà, không hại ai. Một ngày nào đó, người bạn trai tìm được tình yêu mới, tôi nghĩ mình cũng phải vui cho họ, đó mới là bạn đời chứ." Nữ MC nổi tiếng chia sẻ rằng chị không sợ khán giả đánh giá mình thế nào vì chị là người thẳng thắn, có sao nói vậy. "Mình làm gì cũng đúng với lương tâm, nói như thế không có nghĩa thực tế tôi ngủ với người khác. Thực tế là tôi có quyền ấy, đàn bà cần tình cảm, không dễ dàng lên giường với người khác." Kể về cuộc sống hiện tại của mình bên Mỹ, MC Kỳ Duyên cho hay: "Chị và hai con đang có một cuộc sống khá dễ chịu. Chị vẫn đi làm công việc mình thích và gặp gỡ bạn bè. Chị cũng có một khoản tiết kiệm khá khá để khi về già mình có thể không gặp áp lực về vấn đề kinh tế. Khi già tôi không di chuyển được thì có hai người y tá thật giỏi chăm sóc và thêm người nấu cơm. Tôi thích hai người đó là đàn ông trẻ, người đồng tính nam cũng được, phục vụ mình. Nếu đi du lịch tôi sẽ đưa hết các chàng trai đó đi chơi với mình. Như vậy quá hạnh phúc", MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên bộc bạch. Khi được hỏi về bí quyết duy trì nhan sắc dù đã bước sang tuổi 55, nữ MC hải ngoại bật mí. Xin trả lời ngắn gọn: "Muốn giữ cho thân hình thon chắc rất dễ, ăn ít và ăn đúng, tập nhiều và tập đều. Chỉ có thế thôi, chẳng có bí quyết gì cả. Câu hỏi cần đặt ra là bạn có thật sự muốn điều đó không? Nếu bạn thật sự muốn xuống cân để giữ dáng, thì bạn có hy sinh bỏ qua ly kè hấp dẫn kia và chịu khó dành thì giờ tập thể thao không? Không đổ mồ hôi công sức thì sẽ không có sự thành công. Câu này có thể áp dụng cho hầu hết mọi thứ trên đời." Kiều My, em gái ăn hại phim Cô Gái Nhà Người Ta: "Tôi từng nhận một số lời mời khiếm nhã của người lạ." Trong phim Cô Gái Nhà Người Ta đang chiếu trên VTV, Kiều My vào vai Trâm, em gái Khoa. Trâm ghen tị vì bố luôn bênh vực, dọn dẹp hậu quả cho anh trai nên Trâm có thái độ chẳng mấy ưa Khoa. Đỉnh điểm của việc Khoa lấy trộm 20 triệu nhưng Trâm lại bị bố đánh và nghi ngờ. Sau khi bị bố đánh oan, Trâm giận dỗi bỏ nhà đi. Sau đó, cô bị tay chân của ông Tài lợi dụng, khiến Khoa và Uyên vướng điều tiếng không hay. Do tính cách yếu đuối, tin người, nhiều khán giả gọi Trâm là em gái ăn hại. Chào Kiều My, nhiều người tò mò xem duyên cơ nào đưa chị vào nhân vật Trâm ăn hại trong phim Cô Gái Nhà Người Ta. Anh Tiến Ngọc trong vai Quân cũng chính là sản xuất của ekip phim Cô Gái Nhà Người Ta. Anh ấy đã gọi cho My và nói đạo diễn và ekip muốn mời My vào vai ấy vì nghĩ My sẽ làm tốt được vai đó. Ngay khi đọc kịch bản phim, tôi thấy nhân vật Trâm sẽ bị khán giả ghét và đúng như vậy. Khán giả ghét nhân vật này vì cô ấy ngây thơ quá nỗi, khiến mình bị lừa và gây ra nhiều rắc rối cho gia đình.
Thật sự thì khi đọc những bình luận về phim, về nhân vật Trâm, tôi lại thấy vui và không phiền hà gì cả. Tham gia phim cùng các nghệ sĩ gạo cội như nghệ sĩ nhân dân Bùi Bài Bình, Quang Tèo và các diễn viên trẻ như Đình Tú, Phương Oanh, Kiều My có áp lực gì không? My không bị áp lực mà còn cảm thấy rất hào hứng. Bản thân My là một diễn viên tay ngang, không được đào tạo qua trường lớp. My diễn theo bản năng của mình. Vậy nên khi được tham gia cùng các cô chú, anh chị trong nghề, My rất vui vì có thể được học hỏi kinh nghiệm của họ. Với anh Đình Tú thì đây là bộ phim thứ hai mà hai anh em làm cùng nhau nên bọn mình cũng đã thân quen từ trước. Thậm chí đến giờ bọn mình vẫn hay gọi nhau là chú cháu trong phim Cả một đời ân oán. Làm việc với họ rất dễ chịu, thoải mái, thậm chí còn rất vui và cảm thấy thân thiết. Trong phim Cô gái nhà người ta có kỷ niệm nào đáng nhớ khiến chị không quên? Đây là lần đầu tiên My tham gia một bộ phim truyền hình về đề tài nông thôn. Có rất nhiều thứ khác biệt so với làm phim hiện đại. Có rất nhiều kỷ niệm, nhưng có một điều mà My và mọi người chắc chắn sẽ không quên được là bối cảnh chính nhà Khoa Trâm ở trên cao. Cả ngày đi quay, cả đoàn đều phải leo bộ lên trên đó. Một ngày hai lần là sáng sớm, lúc đi quay và buổi trưa sau khi ăn cơm trưa về. Leo lên khá cao khiến mọi người cảm thấy mệt. Mọi người còn trêu là ăn được bữa sáng với bữa trưa, leo lên như muốn tiêu hết thức ăn rồi lấy sức đâu mà quay. Nếu có người chê Kiều My đóng phim hơi nhạt, chị có phản hồi gì không? Nghề diễn viên là nghề làm dâu trăm họ nên không thể làm hài lòng 100% khán giả được. Mỗi người một mắt nhìn, có cách xem riêng. Nên có nhận được những lời nhận xét như vậy, tôi cũng không có ý kiến gì. Tôi tâm niệm mình cứ làm hết sức mình thì mọi thứ sẽ được ghi nhận thôi. Từng vào vai trong một bộ phim nổi tiếng như Zippo, Mù Tạt và Em, Hôn nhân ngõ hẹp và Cô gái nhà người ta. Vậy chị thích vai của mình trong phim nào nhất? Mỗi nhân vật My đóng đều có những nét yêu riêng và mình đều thích những vai diễn đó nên My mới nhận. Còn để nói nhân vật mình thích nhất chắc là nhân vật Hoài Xu trong phim Zippo, Mù Tạt và Em. Hoài là một cô bé sinh viên rất đáng yêu mà mình đã yêu ngay cô ấy từ lần đọc kịch bản đầu tiên. Trong phim Trâm là một người nhẹ dạ cả tin, vậy Kiều My ngoài đời thế nào? My và Trâm là hai người gần như trái ngược nhau hoàn toàn. My ở ngoài đời là một người khá ký tính và nguyên tắc. Mọi việc mình làm, mình đều suy nghĩ trước, nên kể cả đặt niềm tin vào ai đó, mình cũng vậy. Chị nghĩ thế nào về quan niệm, thế nào về chân dài và đại gia? Một số diễn viên trẻ cho biết sau khi có tên tuổi trên truyền hình, họ từng bị nhắn tin gạ gẫm hay mời đi ăn, My có bị thế không? Người ta vẫn nói, trai tài gái sắc. Vậy nên, My nghĩ một người phụ nữ đẹp hoàn toàn xứng đáng tìm cho mình một người đàn ông tài giỏi bên cạnh, xứng đôi vừa lứa. Miễn sao, đừng làm trái với đạo lý là được. Sau khi có người biết mặt bật tên, My cũng nhận được một số lời mời đi ăn, đi chơi của người lạ, nhưng My không trả lời. Tôi là một người rất thận trọng trong các mối quan hệ. Nếu không quen biết, tôi không bao giờ đi chơi. Họ nhắn thế nào thì kệ họ, miễn là mình sống đúng mực và tránh xa thị phi là được. Trong phim có một số cảnh nhạy cảm của Trâm và Quân, bạn trai chị xem xong có nói gì không? Khi nhận các vai diễn, tôi xác định đây là công việc của mình, nên mình cố gắng làm tốt việc diễn xuất thôi. Bạn trai tôi cũng hiểu đó là công việc của tôi. Tính của anh không ghen tuông, anh cũng chưa từng tỏ thái độ gì về việc tôi sẽ phải diễn cảnh tình cảm với các bạn diễn nam. Nhưng thú thực, tôi không cảm thấy thoải mái nên vẫn luôn tránh, không cho anh ấy xem những cảnh quay tình cảm hoặc bị sàm sỡ.